Lý ơi, dụ giờ lên trên mạng mà mình nói chuyện với... Nó gái nữa đúng không? Nó nói mày bao nhiêu lần rồi, lo làm ăn đi, đừng có lên đó cứ suốt ngày gái gú, tốn thời gian lắm, không được gì đâu. Phải, với trai. Mày... đổi rồi hả? Đổi gì? Phải, em chửi lộn. Chửi lộn? Chửi lộn với cái thằng đó. Tao nói mày bao nhiêu lần, trên mạng đâu phải là cái nơi để mày chửi lộn. Trên mạng là cái nơi mày kiếm cái gì, kiến thức mày học, chứ không phải lên đó mà mày chửi lộn, mày tốn thời gian của mày vậy. Thì em lên đó em kiếm kiến thức, nhưng mà thằng kia nó kiếm chuyện với em. Xong rồi cái em chửi nó, cái nó chửi em, cái nó chửi luôn. Ai kiếm chuyện cứ bỏ qua, người qua đường thôi, không có liên quan tới cuộc đời mày, đừng có dính vô. Nhưng mà nó chửi tới anh em của em nữa. Đâu? Nào, thằng nào gì? Đó. Khúc nào? Thằng này đó hả? Nó đó. Tình ác là tình gì? Tên gì, tên tình ác là sao? Tình ác? Tình em không biết. Tình ác hả? Ác nghe giống như heo vậy. Con heo kêu ác ác á. Lúc đầu em tưởng tình mà không phải, nó để cái avatar thành tình ác là tình heo á. Tình ác là tình heo. Mà avatar nhìn lại vậy? Avatar con gái vậy? Avatar con gái, khi nào con gái không? Không, nó để avatar con gái nhưng mà nó nói chuyện như thằng trai mà. Nó nói chuyện như thằng trai chắc gì nó giới tính nó con trai. Mày coi chứng minh nhân dân nó chưa? Nhưng mà trong cái trang cá nhân của nó ghi giới tính nam. Mấy cái đó không có tin tưởng được mày ơi. Mày tuổi nặng lắm Lý. Nếu mà nó đã chửi như vậy rồi, tao bình thường lắm, tao sẽ chửi mà chửi với mấy thằng bình thường. Còn thằng này nó không bình thường. Tao chơi cách khác. Cách gì? Mày gửi cái link nó qua cho tao. Dạ. Mày dám chửi anh em tao. Mà cái link là cái gì? Son Goku bị giật cái đuôi nè, đứt đuôi luôn. Ủa? Ai làm ác vậy? Ông nội nó thiệt. Sao anh chửi nó? Nó bị đứt đuôi nó tội mà anh chửi nó nữa. Không không, ý là ông nội nó giật cái đuôi của nó á mày. Trời ơi, mà đời, anh mà không giúp em là có biến luôn á. Năn nỉ luôn á, trời ơi. Em biết tính anh rồi, anh lúc nào cũng muốn giúp anh em hết. Nhưng mà bây giờ deadline nó dí anh, hiểu không? Phải ưu tiên công việc lên. Thì em biết anh có deadline, nhưng mà bản thân em cũng có deadline. Bây giờ em mà không trả lời tin nhắn người yêu em hả, là tối nay nóc em luôn á. Là deadline dữ chưa? Thì ai cũng có công việc mà, trả lời tin nhắn cũng là công việc của em. Ủa, vụ án gì cả? Hỏi nó vậy. Vụ án gì vậy? Bị hắt mất con nít rồi. Nè thấy không? Hai tụi bay mắc gì cười? Liên quan gì đến hai tụi bay? Giật đứt đuôi. Giúp không được em nha. Ôi đừng có cãi lộn nữa. Giờ á, đã anh hoàn thành xong công việc, xong deadline của anh, rồi anh giúp cho em biết tính anh rồi. Công việc anh phải ưu tiên hàng đầu. Nè, em gửi anh. Mất đứa nào vậy? Ôi đủ làm sao mà đỡ được. Đâu, cái này nó thành công việc rồi. Em biết tính anh rồi. Công việc ưu tiên hàng đầu. Ưu tiên hàng đầu, công việc là số 1. Đúng là huynh đệ luôn, đúng là huynh đệ luôn. Giờ mất nick hồi nào? Em mất nick tối hôm qua. Giờ có nhắn vô mấy link bài bà không? Có chắc luôn. Mất nick luôn. Thôi tụi bay đều nhau quá vậy. Ai muốn tụi bay không giúp được gì thì im miệng đi. Chọt vô hoài chi vậy? Nghe chưa, không giúp được gì không có giá trị, im miệng. Trong nhà này là vậy đó. Hôm qua em có nhấn vô một cái link nào đó mà em nhớ là nó vừa hiện ra em thấy không đúng là em tắt liền. Bởi vậy bây giờ con nít con nôi lên coi mấy cái phim mà bậy bạ nó hư người hết. Mấy cái link bậy bạ nó. Ê, hàng bay được cái đi ai chỗ khác được không? Không có nhiệm vụ gì ở đây, đi ai chỗ khác đi để hai anh em tao nói chuyện. Làm gì trọt vô hoài vậy? Giờ phải kể lại là cái lúc nhấn vô link đó xong rồi có làm cái gì nữa hay không thì biết mới tính mới lấy lại được. Rồi chắc là đi gây quơ kiếm người ta chửi lộn, rồi đi cục xúc đi chảy trâu trên mạng, rồi bây giờ người ta tức quá người ta hack nít, mất nít luôn. Mất nít liền. Không, cái đó thì không có hack, nhưng mà tụi nó sẽ có thể report. Ủa mà gây quơ là sao anh? Là đi chửi lộn với nhau. Ừ, thằng này nó thích chửi lộn với em mà. Có. Cái này là em nhớ rõ ràng, hôm qua em có đăng một cái status. Em đăng cái status đó lên em rất là tâm đắc. Em đọc cho anh nghe, em đọc cho anh nghe. Anh đừng có cười. Anh nghe nó đặt cái tâm đắc của nó nè, rồi biết tại sao nó bị mất đứt. Nó nói tới hai chữ tâm đắc là thấy mắc cười. Nói chờ. Đâu? Nè, em đọc cho anh nghe. Anh chờ em mở cửa, nhưng chồng em ra mở cửa. Anh thấy chưa? Anh thấy em nói quá hay không? Tâm đắc không? Xong rồi nó vô, nó bình luận. Nó kêu là nhạt như nước cốc. Nước cốc là nước gì? Nước ốc đúng không? Đúng rồi, nhạt như nước ốc. Đúng rồi, nhạt như nước ốc. Nó kể lại mà nó còn thêm mắm thêm muối nữa thì sao câu chuyện nó chính xác được? Ủa sao tao kể chuyện của tao liên quan gì tới mày nữa? Tính em bình thường, em đâu có muốn gây chuyện với ai đâu. Do nó vô kiếm chuyện với em mới chửi nó. Thằng này nó chửi không lại em, mày đặt report em hả?
Em mà gặp nó ngoài là em búng vô cái lỗ tai nó. Cái gì mày nói gì, nó cãi ông đại mày hả? Ừ. Thì mày cãi ông đại nó rồi mày đặt mày im. Ôi, chắc gì mày đừng cãi ông đại tao. Có liên quan gì tới mày? Thì có liên quan gì đâu. Con chó này làm gì vậy? Em để chửi ai? Cho chúng ta vào hả? Gâu gâu gâu. Đây nè. Rồi. Ra rồi. Ra được cái email của nó nè. Đâu anh? Đây. Mr. Thiên Lý Clone 71 a@yahoo.com. Ở đây nè Hưng, ta kiếm được cái cuốn này nè, thấy không? Nè. Nghe nè. Rồi. Đó, hiểu chưa? Hiểu chưa? Dạ. Hiểu. Đọc cái cuốn chó này làm gì vậy nè? Mr. Thiên Lý Clone số nhiêu anh? 71. À 70 cái nick trước là của mày đúng không? Ồ khoan, mày đang nói chuyện gì nãy giờ tao đi lấy chuyện sao bị mất. Mr. Thiên Lý Clone 71 vậy 70 cái nick khác của mày. Làm như con mình tao Thiên Lý vậy mày. Ủa Lý này đúng là tao đó nè. Mày mất dạy, còn report tao. Chỉ cần đầu tư 100 ngàn cho nó cãi lộn thôi là được 500 lời 400. Tuyệt vời. Tam hợp kia là ai? Tam hợp kia gồm ai? Ba đứa tôi chứ ai làm gì có hợp tác.